hai cái tiện ích đèn pin và camera ngoài màn hình khóa như thế này thì nhiều khi các bạn thấy rằng đèn pin của các bạn tự bật, hoặc là các bạn chỉ cần gạt tay sang một cái là camera của các bạn đã được bật lên rồi, trong khi đó mà các bạn không bật nhé. Thì đó là hai cái tính năng, hai cái tiện ích camera và đèn pin ở ngoài màn hình khóa. Thì các bạn nào muốn tắt hai cái tiện ích này đi hoặc là thay đổi sang một cái tiện ích khác ở ngoài màn hình khóa thì các bạn có thể tham khảo trong video này nhé. Đây, như các bạn đang nhìn bên ngoài màn hình của mình đây thì sẽ có hai cái phần là tiện ích là camera và đèn pin ở đây. Ví dụ như các bạn chạm vào, đấy, các bạn chạm vào như này thì đèn pin của các bạn nó sẽ bật lên nhé. Đấy, và khi mà các bạn chạm camera ở đây thì không ai chạm vào thì camera nó cũng sẽ bật lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể tắt hai cái tiện ích này đi nhé. Các bạn nhấn giữ vào màn hình chính của các bạn này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là tùy chỉnh ở đây và các bạn chọn vào tiếp vào phần màn hình khóa. Rồi sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng hai cái phần tiện ích là đèn pin và camera có hai cái dấu trừ này. Nếu các bạn muốn tắt đi thì các bạn sẽ chọn cho mình dấu trừ này. Đấy, các bạn chọn trừ này. Rồi còn nếu các bạn muốn thay thế bằng một cái tiện ích khác ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào cái dấu cộng ở trên mỗi tiện ích đó, thay bằng rất nhiều những cái tiện ích khác. Mình ví dụ như chọn vào phần máy tính này, các bạn chọn bên này thì các bạn sẽ chọn vào tiếp tục một cái phần khác nữa này, ví dụ như là ghi âm chẳng hạn. Đấy, thì các bạn sẽ chọn là xong này và các bạn nhấn trở lại. Thì thay vào đó là hai cái phần tiện ích đèn pin và camera thì các bạn sẽ sử dụng được máy tính và phần ghi âm. Ok chưa? Đấy, thì không thì các bạn có thể tắt đi, các bạn nhấn giữ, các bạn tắt đi. Đấy, các bạn trừ hết đi như này, các bạn chọn xong này. Như vậy là không có cái phần tiện ích nào ở ngoài phần màn hình khóa nữa và các bạn sẽ chỉ khi dùng các bạn mới có thể dùng ở trong tiện ích thôi. Các bạn không sợ bị chạm vào mà các bạn không sợ cái tiện ích nào tự động bật lên giống như đèn pin và camera nữa. Thì đó là cách để các bạn có thể tắt hai cái tiện ích camera và đèn pin ở ngoài màn hình khóa trên điện thoại iPhone. Nếu các bạn thấy video hay, ủng hộ mình thêm một nút like video. Đồng thời những bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo. Và nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào, các bạn comment phía dưới phần bình luận video nhé.